các tỷ lệ 8 mức là như thế nào, được không ạ? Ok, xin mời Mr. Lễ trong đạo đây, mời Mr. Lễ. Mr. Lễ chia sẻ một cái kiến thức rất là tuyệt vời. Thì lại cũng mới nhanh thôi. Thì xin chia sẻ về cái 8 bước thành công đỉnh cao của MBC. Và thì chúng ta chỉ cần tập trung vào cái mục tiêu này thôi. Thì chắc chắn là gần như là chúng ta gần như là bất kể một người bình thường nào và có thể thành công ở trong cái lĩnh vực về tài chính. Là Lễ muốn nói rằng cái người bình thường vẫn trở thành một chuyên gia và rất là nhanh thôi, chỉ cần 8 bước thôi. Anh em chúng ta cần phải quá nhiều thứ. Vì trong thế giới tài chính này nó có rất là nhiều thứ, có hàng ngàn thứ, và ai cũng có rất là nhiều những kiến thức, những kinh nghiệm rất là kinh khủng. Và học hoài mà không ứng dụng, không có biết được cái mấu chốt thì chúng ta sẽ đi lạc được. Ngày hôm nay là sẽ chia sẻ một cách mà có thể đi đúng con đường này thôi. Nếu anh em tin vào Lễ, chỉ cần đi đúng con đường này thôi, không cần phải rẽ trái rẽ phải hay là rẽ đứng rẽ chỗ nào cũng cả, chỉ cần tập trung vào 8 bước thôi là chắc chắn. Và bản thân Lễ ngày hôm nay có rất là nhiều năm kinh nghiệm, nhưng Lễ chỉ đi có 8 bước này thôi. Đó là nói thật sự, chứ không phải là nói cái câu chuyện này chỉ là đi bên trái bên phải. Thì ok, Lễ đi vào. Mấy nghe không? Mấy nghe cái gì thấy trên bản vậy? Thấy à, đầu tiên là phải thấy mới được. Thì để nói nhanh thôi, để tránh cái tình trạng mấy nghe buồn. 8 bước thành công. Chữ nó không được đẹp ha. Chữ nó càng bác sĩ. Với FBC ý là nó sẽ có một cái logic nha. Và nếu chúng ta nhìn vào logic thì chúng ta sẽ nhớ luôn. Và khi nào mà anh em mà không nhớ và nằm lòng mà không kiếm được tiền thì FBC hãy gặp lại. Tại sẽ tải anh em 5 năm miễn phí. Trời ơi, chúng ta có tay. Bước 1. Đầu tiên là chúng ta đăng ký đi. Đăng ký đi thì xong chúng ta sẽ làm một động tác tiếp tục là gì ạ? Dĩ nhiên là chúng ta sẽ kết gói đúng không ạ? Kết gói. Có rất là nhiều người đăng ký đi xong bắt đầu diễn giải quá nhiều thứ luôn, người có cuộc cái câu chuyện là tớ kết gói không kết. Kết gói xong là bắt đầu gì? Học kinh doanh. Đây là dành cho những người mà đã có ID ở tại FBC nha, đi đúng đường luôn, học kinh doanh. Tức là mình đã đăng ký ID xong là bắt đầu mình kích gói liền. Kích gói xong là bắt đầu mình không cần phải suy nghĩ về những thứ khác nữa, dễ vô cái mình học kinh doanh luôn. Ok, học kinh doanh thì nó sẽ có hai mặt. Để nói đầu tiên đó là học các thao tác. Các anh em nếu mà biết được này thì rất là tốt nha. Hoặc là có thể liên lạc với những người mà có thể cung cấp cho anh em những cái logic này. Các thao tác kỹ thuật. Đấy, mình sẽ nói nhanh nha. Các thao tác kỹ thuật thứ nhất đó là gì? Cách tạo widget. Nhớ là bản thân mình tuyệt đối không được gửi cho người khác làm việc. Nên nhớ nha. Ở đây nếu anh em muốn thành công, tuyệt đối không được gửi cho người khác làm việc. Mà nếu như người khác làm dùm là bản thân mình phải làm lại. Khi mà người đi chơi thì người đó là tạo quy trách cho mình thì lập tức mình phải băng mọi giá để tìm một cái cách nào đó để mình tự tạo quy trách được. Nếu mình không biết tạo quy trách, nghĩ là bởi cái con đường đó là con đường thành công. Mà nếu như chúng ta nghĩ rằng cái tạo quy trách đó là cái điều không quan trọng và cái gì nhờ đi chơi thì đảm bảo thì mấy em sẽ không kiếm được tiền đâu từ MBC đâu. Nhưng nếu như mấy em tạo được quy trách là chúng ta đã tìm việc kiếm được tiền rồi. Cách tạo quy trách thứ hai, tạo xong chúng ta phải tập cái cách là đăng ký tạo thì xong là phải biết cách tạo ID FBC. Tạo quy trách xong là bản thân mình phải tạo được ID FBC, và những người đi chơi của mình sẽ chỉ cho mình cái cách tạo mấy 20 cái ID free luôn, để mà sau này mình cùng nhường nhà đầu tư mình đứng về luôn với mình luôn nha. Đừng bao giờ tạo vị trí xong bắt đầu lại tạo ID lại nhờ người chứng trên, mà nhờ rồi là bản thân mình phải tạo cái ID thứ hai thứ ba thứ mười.
tiếp tục. Và hôm sau bắt đầu mình sẽ tìm hiểu cái cách kết nối, kết nối cho bản thân mình luôn. Khi mình có ID xong rồi bắt đầu mình tự mình lấy cái tay mình kích vô cái ID của mình. 90% sẽ nhờ những thằng đi chơi giúp giúp mình. Nhưng nếu như chúng ta có cái suy nghĩ là phải thành công FBC là lập tức là ngay là chúng ta phải kích ID mình, nó giống như là lịch sử. Tại vì ID của mình nó quan trọng. Cho nên cái câu chuyện đó mình kích có cơ hội là phải tự mình kích ID của mình, kích gói đầu tư vân vân, hoặc là học cách swap cái nút lại kia ha. Cái đây là thao tác tính năng anh em đã từng hiểu rồi, lại lướt nó lướt thì tôi nhanh. Thứ hai là học kinh doanh. Cách bây giờ cách thứ hai là cách chia sẻ cơ hội kinh doanh. Cách chia sẻ cơ hội kinh doanh thì lại rất là thích chia sẻ cho nghĩa em và có một cái kẹp đấy. Nếu anh em nào mà để ý á thì gần như là gặp bất kể đối tác nào, kể cả tối cao trong cái ngành này, họ mà nói mày chia sẻ cho tao bằng cái slide của mày không, tôi chỉ chia sẻ cho nào bốn, nếu như bạn không muốn tôi sẽ không cho bạn cái cơ hội này. Là họ muốn nghe cái cơ hội là lấy là tất cả như là mặc định là giỏi cỡ nào mà mình cũng lại chia sẻ cho em không, bởi vì lại muốn cho họ hiểu chi tiết. Và nhiều cái kẹp với em không mà lại thường thường lại gặp cái bắt đầu chia sẻ đặt nha. Còn cái nhờ tiếng trên mình tư vấn dùng được bình thường rồi, bản năng mình tư vấn mới là mình cao. Còn tôi thấy ở trong cái doanh nghiệp này gần như là ai mà biết tư vấn là đều kiếm được tiền từ FPC và điều của mình đó. Tôi đã tạo lễ tự tư vấn được, cho nên lễ kiếm được tiền đây. Biết tư toàn tự tư vấn gần như là lễ chưa bao giờ tư vấn dùng biết tư toàn, hiếm lắm. Để chỉ chia sẻ cái gì cái cần câu, còn cái cách câu cá như thế nào đó biết tư toàn phải tự chia sẻ lại cũng vậy. Một cho đối tác cao lắm là lễ chia sẻ một hai lần hai ba lần thôi, không bao giờ lại có khái niệm lễ chia sẻ lần thứ tư của người đó đâu. Người đó phải dùng phải bằng một giá để học cái cách chia sẻ, bắt đầu chia sẻ cho người khác thì gần như là những cái con người đó ai cũng có thể kiếm được tiền từ đây hết. Tất cả những người ở đây ai cũng biết cách chia sẻ hết. Cho nên 90% những con người thành công là biết chia sẻ, tự chia sẻ được. Ban đầu có thể không biết chia sẻ thì nhờ người đứng trên chia sẻ ban lần, nhưng bắt đầu lần thứ tư là bản thân phải chia sẻ. Có thể đây là có thể anh em đã quen dần cái việc là kết nối người cho tiếng trên chia sẻ, nhưng mà bây giờ mình hai đầu ông thắt thử xem sao. Hai đầu ông thắt thử. Hoặc là mình có thể mình chia sẻ bằng trên kẹp giấy, hoặc là mình chia sẻ trên slide cũng được. Mà lễ ưu tiên là trên kẹp giấy là quan trọng nhất. Tại vì slide là mình vô đọc được. Nhưng mà trên giấy A4 là kiến thức của mình. Khi mà lại mà hợp tác ở FEC này, xin lỗi với anh chị, là lễ ít nhất là đi 50 lần trên cái giấy A4. Anh em biết có tin được không? Lễ đã có kiến thức về lễ trên, nhưng bản thân lễ phải tự đi 50 lần trên giấy A4. Còn đây là slide của Obi nè, có thể là dùng cái máy ghi nè. Ghi 50 lần cái bố và ghi sao thứ nhất là ghi chính sách đầy đủ này. Thứ hai là đẹp nè. Đầy đủ trong tức là không thiếu gì hết. Thứ hai bắt đầu là liệt tốc độ là ghi chữ nó phải đẹp. Cho nên anh em mà thấy tờ giấy chữ nó bố lại là chữ từ 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 lên. Bếp chữ của lại chia sẻ giấy bố đẹp lắm. Tức là lễ bàn luyện làm sao nên nhìn trên giấy bố này tận kỳ những cái chữ lại luôn. Chứ tự nhiên mình thấy giống con cua con bò thôi, mình trời ơi con này dễ bụi ba rồi xong luôn. Thứ hai nữa là cái này là cái lễ để là rèn luyện tiếp nè, tốc độ. Có nhiều lúc lại chia sẻ giống như là con giống như là tốc độ rất là nhanh, giống như là nó tới lại là đi tốc độ nhanh. Có nhiều người chia sẻ ta nhìn vô người ta cũng ngủ luôn. Chia sẻ rất là nhanh, cực kỳ nhanh, giống như là vẽ thương mại lắm nhưng mà chữ rất là đó. Thì đó là những cái cách mà chia sẻ giá vốn và chia sẻ tạo năng lượng lên tìm những điểm nhanh ở đó, mình chốt mình nhắn vô là tự nhiên là ta thấy cái bài chia sẻ mình rất là hấp dẫn rồi. Ok nha, xong nha, nó hơi lâu tại vì lại cũng sợ là khi mà anh em biết những cái dưới mà người ở trên chia sẻ mà cái người cảm giác như mệt không, đôi khi chung nhưng mà đôi khi là cái đó mình nghe qua thì nghe là cũng hết lắm. Cho nên là cái cảm giác của nha. Bước 2 nha. Bước 2 là
ngày xong cái bước này rồi là anh em là gần như là 80% là anh em là bắt đầu đã đạt được một bước là bắt đầu anh em là chuẩn bị thành công. Bây giờ cái bước hai nha, xác lập mục tiêu. Xác lập mục tiêu liền. Bởi vì hình như trên thế giới này là ai làm bất kỳ cái gì cũng đừng nghe nói mục tiêu. Vậy thì mục tiêu như thế nào? Thứ nhất là tháng, là mình mục tiêu là mình sẽ thiết kế trong một năm, thiết kế một năm là gần có 12 tháng. Và ví dụ như ở đây là giả sử như hôm nay là tháng mấy, ví dụ như ở đây là tháng năm đúng không, tháng năm đó có bao nhiêu F1, ví dụ như tháng năm là mỗi anh em sẽ tạo ra 5 F1 đúng không, đặt mục tiêu liền 5 F1 và doanh số nhóm là gì, ví dụ như 10.000 đô doanh số, à đúng không, 10.000 doanh số nhóm là cả một mình phải có của mình. Và thu nhập bao nhiêu? Thu nhập ví dụ như 1.000 đô. Ok. Dùng não đi. Bằng mỗi giá bằng cái giá này chia sẻ liên tục để tạo ra 5-1. Và bằng mỗi giá này làm sao cho người ta nhìn thấy cái cơ hội này nó quá tốt để mình đạt được đẩy lên trên số 10.000 đô. Và hàng ngày phải bám sát liên tục. Làm sao trong 4-5 ngày có thể 1 ngày ký 2-1 hoặc có thể là 5-6 ngày ký 1-1 hoặc là 10 ngày ký 1 thì sau 1 tháng thì nó sẽ được 3-5-1 và doanh số 10.000 đô. Dính này nhiều ngàn đô chưa xuống. Bắt đầu giả sử nha, tháng 6, tháng 7, tháng 8 đến tháng 12 bắt đầu nhìn, ở đây mục tiêu nó sẽ đang lên dùng 10.000 thì tháng 6 sẽ là 20.000 doanh số, tháng 7 sẽ là 50, tháng 8 sẽ là 100.000 thì tháng 12 sẽ là 500.000, ok không? Tháng 12 500.000 vậy thì ở đây sẽ là thu nhập ví dụ như là 2.000 đô, ở đây là 5.000, ở đây là 15.000 và ở đây ví dụ như là 50.000 mình lấy là 50.000 đô đây là thu nhập bằng 1 tỷ. Bắt đầu lúc này vài tiếng mà thu nhập 1 tỷ kinh khủng quá đúng không? Tiếp theo là lấy số nhà đâu mình lại không hấp dẫn, không lương thánh. Lại thấy nó bình thường quá, thấy không dư giả vậy đó. Nhưng mà khi để đặt ra đến tháng 12 là nó hết hồn. Còn nếu như lấy không đặt mà lấy chỉ suy nghĩ là một năm, tháng 4 là được chịu, nhưng mà mình chỉ suy nghĩ thôi, nó không sướng. Để suy nghĩ xong nó bắt đầu tới tiền cái lễ là gì? Lễ nhắn mà bỏ lên. Tới tiền lễ nhắn gì lên. Và lại tự kỷ không thể dùng đấy nè. Để đó, cái này gian này khổ người không sao cả. Cuối năm có tháng còn Mỹ rồi, có xe hơi rồi, có nhà rồi, có một cái cô nàng nó xinh đẹp rồi đó, và giúp được cha mẹ, và giúp được rất là nhiều anh em đi với mình. Và mình đổi đời, và mình không còn bị nhốt nữa. Vì quá từ lâu rất là nhiều người ta không tin tưởng gia mình. Và những người gia đình người thân của mình họ sẽ nghĩ rằng là mình là gì, làm không bao giờ kiếm tiền trong ngành tài chính này. Và đây là cái cơ hội để mình chứng minh, mình chiến một lần để thay đổi cả đời, và chiến một lần để chứng minh rằng mình là con người có bệnh trong xã hội này, mình là con người có khả năng thực sự chứ không phải là một con người nói không làm được. Và khi những cái điều này để thông tin đó, để thấy những cái khó khăn trước mắt nó chỉ là những cái khó khăn tạm thời thôi. Và cái việc để đánh đổi có nhận 7 tháng là quá sướng đi. Nhưng mà khi vẽ mục tiêu này, nếu như anh chị mà tự nhiên đặt mục tiêu là tháng 7 là tự nhiên là không dám, tại suy nghĩ nó quá lớn, cái mình thấy nó quá khó. Nhưng mà khi suy nghĩ á, là tháng đầu doanh số 10.000 đô dễ không em? Dễ không? Và cái tháng thứ hai là 20.000, quá dễ đúng không? Tháng thứ ba là 50.000, cũng càng dễ. Bắt đầu từ nhích dần lên. Cái đến cái tháng thứ 7, thứ 8 thì nhiên cái doanh số nó lên tới 50.000, cái có thu nhập này. Cho nên có ba vấn đề quan trọng là cái cách hai này, không ai học lớp 1 cũng lên được lớp 2, cho nên chỉ cần lên một cách hai này thôi thì lập tức là có cách để lên cái này. Mình làm sao mình chỉ cho phía dưới làm gì là ok nha. Rồi ok xong nhầm rồi, tiếp tục cái bước hai này nó có thêm một phần là xác lập, xác lập mục tiêu rồi tìm lý do, giống như lời mới nói đó, tìm lý do chọn FDCC. Tại sao có 100 cái công ty bên ngoài mà mình lại chọn FDC? Hàng trăm cái dự án, hàng trăm cái cơ hội, hàng trăm cái quyền lợi, hàng trăm rất nhiều thứ. Và tại sao không dành nhiều thời gian cho cái khác mà tại sao tập trung thời gian cho FDC? Bởi vì
tôi đang nhìn cái thu nhập 1 tỷ này. Bởi vì sao ở SBC á, mới đại chỗ chỗ apply của Lê là ai đấy, là có chia sẻ là có rất là nhiều lý do, ví dụ như là câu lạc bộ hùng mạnh, thứ hai là đoàn 7 giờ giải quan tăng, thứ ba là lại và hoa hồng nó trả vừa phải cho nên là nó có thể bị bệnh. Thì những cái lý do này nó làm cho mình là có tin tưởng rằng cái dự án của đoàn 7, ví dụ như anh em đang có thu nhập 1 tỷ rồi nhưng mà giá coi nó tăng lên gấp 10 lần có 10 tỷ không làm được. Còn nếu như nó không có đồng bảy thì 1 tỷ là 1 tỷ thôi, 100 triệu là 100 triệu thôi. Còn nếu như có đồng bảy, ngày hôm nay tham gia là ở mức 1,35 đô. Nếu như đến cuối năm nay dự án phát triển tốt giống như bây giờ, cứ phát triển như thế này và coi nó lên 50 đô thì ít gì những em làm coi hồng 100 triệu biến thành 2-3 tỷ hết. Và những em kiếm 1 tỷ thành 1 triệu đô, cho nên cái đồng bảy nó quá lắm. Tại sao có rất nhiều những người anh em đã từng làm biết của đẹp, họ có thể kiếm hàng trăm tỷ và đã kiếm được rồi là bởi vì cái đồng bảy của cái đồng coi biết của đẹp. Thì ở đây nó có đồng bảy và để cái dự án này mà sống lâu thì ở đây nó có câu lạc bộ là kim tiếp tục. Và câu lạc bộ này là như nó hoàn thiện để giúp cho mình tất cả tất thành tật mọi thứ, từ xe cộ, từ cái tài liệu, từ văn phòng, từ rất là nhiều thứ giúp cho dự án đi bền lâu. Đúng nước rồi, xin 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 rồi. Xong nha. Ok nha. Anh em cố gắng nha, ngủ cái một xíu nha. Rồi bước hai, tới đây là ok đúng không ạ? Nó hơi tại gì hơi dài một xíu. Rồi. Lướt ngay cái này nữa, mà hốt là phải có một cái tài liệu nó rõ ràng để cung cấp cho anh em. Bây giờ là mình nhảy thôi để cho anh em tin là nó sẽ có từng bước. Bước ba. Bước 2 là bước 1 này. Bước 2 đó là một bước. Bước 3 xác lập mục tiêu rồi. Xác lập mục tiêu là bắt đầu tới bước 3 là bước rất là quan trọng. Bước 1 nghe là đăng ký nghe để ghi đơn giản nha. Đăng ký đi nhân dân. Bước 2 là xác lập mục tiêu, lý do để ghi cái mình cái nền mà. Bước 3, bước này nhiều anh em tìm phạm mãi nè. Bước 3 là bước tuyên bố. Tuyên bố vậy, tuyên bố như thế đó, là tôi làm FBCC. Tuyên bố như thế giới là FBCC. Tại sao ạ? Có rất là nhiều người là không tuyên bố cái điểm này cho buổi nói. Không tuyên bố, ví dụ như các bạn không có đăng lên Zalo, không có đăng lên Facebook cái trang cá nhân của bạn, cũng như không có tạo ra cái group để đẩy thông tin về FBCC cho những người khác. Cho nên bạn có cái lý do để bạn không được, bạn có lý do để bạn không bắt đầu lấy bỏ cuộc nữa. Biết sao? Lấy bỏ cuộc cái lấy bỏ cuộc cái lấy rất là khó đến gần như, bởi vì gần như là lấy nảy lên trên Facebook, nảy lên trên Zalo hết rồi. Để đó là tôi sẽ thành công đến đâu đấy thì suy đi. Tự nhiên một tháng sau tôi bỏ cuộc, hiểu không? Tôi bỏ gặp tôi nó chửi tôi, nó khùng. Không nhiều người nó mới khùng đâu. Thằng nào nó không tính lên là nó chửi thằng mặt, còn người nào mà không nóng tính thì nó nghĩ thầm mình nói bị điên. Tự nhiên cái đó tiền bố tôi sẽ thành công đỉnh cao đấy, xin khi nào cái gì chết tôi mới nghĩ ngưng, tôi còn sống nhân răng thì tự nhiên tôi bỏ. Và có cái lý do để mình nghĩ vậy chứ. Thì ở đây khi tiền bố để tiền bố là để tạo ra một cái rút và lại tiền bố rằng là tôi đang làm cái FBC rút để tạo tất cả những bài dụng và tiền bố tôi đã làm cái FBC. Ai tin hay không thì việc của các anh chị, việc của tôi là chia sẻ với các anh chị đấy. Thứ hai là để đăng lên Zalo, đăng lên Facebook. Tôi đăng nhiều khi đăng không phải là tôi tuyển dụng mọi người đó nữa, nó chỉ là một phần thôi. Mà để đăng lên là để cho nhiều em biết được là Dung Lệ chọn FBC và Dung Lệ sẽ thành công, để sau này người ta tin vào cái lời nói của Dung Lệ. Sau này thành công nó bắt đầu người ta thấy Dung Lệ thì nó nói được làm được, thì mà một mình nói cái họ tin họ đi theo mình, kiểu là như thế đó. Rồi xong nha, bước bốn, tuyên bố xong thì sao? Tôi đăng ký đi xong rồi, tôi xác lập mục tiêu xong rồi, tôi tuyên bố xong rồi thì tôi đã làm mọi thứ như là tôi đã dọn đời xong rồi. Thì bước thứ tư là bước gì? Lập gì? Lập danh sách hả? Danh sách này từ đâu? Từ danh bạ điện thoại, từ điện thoại nè, từ Zalo nè, từ Facebook nè. Và trong đó chúng ta sẽ tham gia một là nhà đầu tư, là những người mình họ gì đầu tư tiền thôi.
và hai là cái người xây dựng hệ thống là bước tư, đúng không? Rất đơn giản. Bây giờ tôi tuyên bố xong thì tôi phải làm việc đi, tuyên bố xong rồi bắt đầu tôi phải gọi điện thoại cho chia sẻ cho đối tác đi. Nó rất là logic nhé. Đầu tiên là tôi dọn xong, tôi tạo đi xong xuôi, tôi học kiến thức cho nó đầy đủ hết rồi. Bước hai bắt đầu tôi sẽ có mục tiêu, tôi nói mục tiêu rõ ràng lắm, rất là rõ ràng nha. Rồi bước ba là tôi tuyên bố thế giới là tôi làm nghiêm túc đây, rất là logic. Bước tư là tuyên bố xong rồi thì sao? Có nhiều ông tuyên bố xong thì nghỉ không làm. Tôi tuyên bố xong thì tôi bắt đầu tôi lại bắt đầu lại chia sẻ với anh em. Tuyên bố xong rồi là tôi nói tôi sẽ cố gắng tôi thành công ở đây, thì tôi bây giờ lại sẽ chia sẻ với anh em. Đó là bước 4. Bước 5, chia sẻ xong thì bước 5 là bước bắt đầu là gì? Bắt đầu sẽ cho thông tin. Lập danh sách xong thì phải cho thông tin, đúng không ạ? Cho thông tin bằng cái cách là gì? Gọi điện thoại, hoặc là gì? Hoặc là gặp trực tiếp. Gặp trực tiếp đó là bước 5, đúng không ạ? Xong nha. Bước 6, tức là mình cho thông tin là mình gặp điện thoại, mình gọi điện thoại. Gọi điện thoại, alo, có một cái con này có nhiều người kỹ năng hay lắm nha. Ở trong hệ thống của Alex có người tên là Mr. Khách liên tục gọi điện thoại cho người mới, liên tục gọi điện thoại cho người cũ mà đã cho thông tin, gọi điện thoại hàng ngày luôn. Dĩ nhiên không phải là gọi điện thoại không nha, 50% là gọi điện thoại, 50% là gặp trực tiếp bên ngoài, chia sẻ trực tiếp cho dễ bổ luôn. Nhưng mà rảnh cái là bắt đầu là bắt đầu tạo cái này, gọi điện thoại là alo, tôi có một dự án này hay lắm, hay gì vậy đó, cơ hội được kinh khủng lắm, hôm nay là bị phát tài với dự án này kinh khủng lắm, đó là một cái dự án chuyên nghiệp của Kim Đông và có một đoàn bảy tăng giá như tiền tôi này, hay lắm. Bắt đầu giải thích một chút xíu đó, muốn tìm hiểu sâu hơn anh em gặp trực tiếp bên ngoài, gọi là liên tục luôn là hay rồi nha. Thì bắt đầu bước 6, cho thông tin xong rồi thì bước 6 là bước, dĩ nhiên cho thông tin không phải cho cái người ta ký vào số điện thoại mình đâu, đúng không? Nhiều khi có những người ngày đầu tiên nghe là ký, có người 3-4 ngày ký, có người nửa tháng ký, có người 1 tháng ký, có người từ chối này. Dĩ nhiên mình làm theo cái thống kê, 10 người sẽ có 1 người ký mã số với mình, hoặc tán với mình. Bởi vậy thì vấn đề cho thông tin xong thì dĩ nhiên cái khâu đó, cái khâu mà mình làm, ai cũng phải làm, đó là chăm sóc nước mặt, chăm sóc đối tác. Và cái việc là như thế nào? Có rất là nhiều việc. Ví dụ như mình bơm cái giá lên, giá mình gửi cho đối tác, giá tăng mỗi ngày, đúng không? Ai người ta cũng sẽ cảm giác là rất là lo lắng khi mà bỏ lỡ một cơ hội. Cách đây 3 tháng giá còn 7.9 mà giờ nó 1.35 là ta còn đầu có nhiều người tiếng túi rồi. Mà nếu như 1.35 mà lên 10 đô thôi là rất là nhiều người là bắt đầu là đau rồi. Giống như là thằng Lễ mình đã từng không làm những cái đơn và đã từng bỏ lỡ cái cơ hội biết của em là đau đớn và dằn dặt như là quanh năm suốt tháng. Và nhiều khi có những người mà buồn đến nỗi mà tập cái lòng ngực mình. Nó chỉ chạy có tròn cái cơ hội đó là khỏi đời, là ngày hôm nay không còn có thể, không còn mệt mỏi, không còn cái đó, nó bắt đầu bất. Và rất nhiều anh em đã chọn biết con nét là bây giờ người ta ở nhà đầu biệt thự. Và trong cái ví người ta có 100 biết. Còn mình cũng gì? Có 100 biết mà 2 số 0 ở trước. Số 1 biết sao? Còn ta số 1 trước, 2 số 0 biết sao? Đó! Nhưng mà nhà người ta nhưng mà số 0 mình ở trước. Đấy! Đấy! Và khi mà nó lên 1 đô người ta chưa tiếc nuối lắm đâu. Thật sự luôn á. Nhưng mà mấy anh em để ý nghe, bắt đầu lên 10 đô là đảm bảo số rất là nhiều người gặp nhau. Trời ơi là trời đau lớn này, trời ơi, ông tham gia chương trình đầu, ông Lễ ơi, tại sao ông chia rõ, mình chia sẻ rõ, ông chết, mà không đầm tới, có khoảng đôi người. Đó, rồi nha, giá tăng mỗi ngày hoặc là nhìn hệ thống lớn mạnh nè. Hệ thống của kiến trúc cầu lớn mạnh mỗi ngày, hoặc là thu nhập của mình. Cái lợi hại lớn nhất là thu nhập của mình lớn mạnh mỗi ngày, thu nhập lớn mỗi ngày. Nó làm cho nhiều người, ví dụ như, mình có thu nhập 10 triệu, chưa xin nhê gì nọ đâu. Tự nhiên 2 tháng sau lại nó coi nó nhận 50 triệu hết rồi. Ban đầu 10 triệu họ 20 triệu bắt đầu mày tệ quá. Tao 20 triệu mày 10 triệu mình chia sẻ tao. Cái bắt đầu đẩy lên 50 triệu. Nó cũng quanh tầm khoảng 20 triệu. Mà mình 50 triệu, trời mày em nhận hơn mình ta. Tự nhiên nó lúc 3 tháng sau đưa lên 20 triệu hết rồi. Nó cái chuyện thu nhập của tôi là đang làm công việc, tôi đang làm sản phẩm gì chính hoặc là tôi đang làm việc không được 20 triệu. Mà tự nhiên con gọi này làm mỗi năm 6 tháng, 20 triệu. Là bắt đầu là gần như mình nói A là họ tính A rồi. Đấy, ok nha, vâng vâng. Và bước 7, còn 2 bước nữa thôi. Bước
cộng với phối hợp với là tham vấn là gì? Là những gì mà mình không hiểu á, hoặc là mình muốn xác lập mục tiêu mà mình muốn xác lập là cho nó khớp á, hoặc là ví dụ như mình không hiểu là dự án này rút tiền bao lâu mới về ABCD đó, rất là nhiều thứ mà mình chưa biết chắc, mình hỏi offline gọi là tham vấn. Còn phối hợp là sao? Phối hợp là giống như mình gặp với người offline mình để mình đi chia sẻ với một cái đối tác nào cũng mà, hoặc là gặp offline để mình chia sẻ những buổi hội đào tạo này thì cũng gọi là phối hợp. Rồi ok, nghe bước cuối cùng nha. Bước cuối cùng là bước 8. Bước 8 là bước cuối cùng. Bước cuối cùng đó là follow. Follow 100%. Bám sát và follow 100%. Bảo ai. Bây giờ ngày đầu tiên nha, mình bám sát được kim với cậu. Mình tin tưởng 100% là kim với cậu. Là cái kim với cậu lắm. Ok, kim với cậu lắm. Là cái hệ thống. Hệ thống những con người mà họ thao tác, họ tạo ra sự chuyên nghiệp như mấy cái water, mấy này, mấy kia nè, mấy cái logo, mấy cái hashtag để giúp cho cái anh em báo lượng năng lượng lên và để cho nó có sự chuyên nghiệp lên. Thì mình phải tin tưởng tiền đó là con robot này nó có thể tạo ra rất là nhiều người thành công trong tương lai. Và thứ hai là mình tin tưởng vào FTC. FTC hay gọi là FTC Company đó, chơi gì nói tiếng Anh là Company. Mình tin tưởng là công ty. Ít nhất mình phải có tin tưởng là công ty này nó lãi trả dù phải thì sẽ trả dù phải, ít nhất nó cũng đi 1-2 năm 3 năm. Mấy ông tưởng có như là nó nói trời ơi một nửa tháng sau chắc nó sập á, cũng không mẹ rồi hết còn cái tinh thần để mà chia sẻ cho bác, hiểu không? Cho nên phải tin tưởng. Tin tưởng là dự án này ổn, nó trả lãi dù phải quá, nó không trả lãi nhiều mà trả giống từ 2-3% như mà Alex nói, và trả vào hồng cao nhánh từ 5-10%, chứ không phải là ông vô 100 thôi mà hưởng 10% cao nhánh, mà phải làm được 10%, tức là nó xứng đáng. Và cái tổ chức nó chuyên nghiệp, nó sẽ kết nối rất nhiều leader về với FTC và kết nối nhiều leader trên thế giới về với FTC, cho nên chẳng đến là FTC càng ngày càng đông người thì nó sẽ bền vững. Ok ạ. Và thứ ba, thứ ba là tin tưởng vào anh offline. Trong đây ai cũng có được 5-10 offline không, đúng không ạ? Giống như Mr. Thường thì ra trong đây là thì xung quanh đây là có khoảng 5-6 tài. Ví dụ Mr. Hòa, Mr. Toàn, Mr. Lợi, Mr. Alex, Mr. Tony, Mr. Tiến gì đó, 5-6 tài. Đấy, mà to là những người là có năng lực không ạ? Thường thường offline sẽ là những người có năng lực thường thường nha. Thì mình sẽ hoàn toàn mình tin tưởng vào offline và mình cùng kiếm hợp tác, phối hợp với offline để mình có thể kết nối nhiều người vậy. Và cái cuối cùng, đối với em là còn cái gì là cái cuối cùng? Tin tưởng dài này. Bản thân. Yes. Tin tưởng vào mi. Mi là tôi, là bản thân mình. Cái gái học tiếng Anh bây giờ là chia sẻ một tiếng Việt, nhưng mà qua bên Thái Lan, bên Philippines là phải là mi, đúng không? Chưa biết tồn lắm. Anh đi xin mình đi bắp lai, chứ không có nói là tiếng trên. Và mi là tôi. It's me. Hả? Một gái nước ngoài phải nói là tiếng Anh, chứ nó là tiếng Việt nó không hiểu. Đâu? Là tin tưởng bản thân mình. Tin tưởng là gì? Tin tưởng là mình có thể mình kiếm được thu nhập đây. Và tin tưởng là mình có thể kiếm tiền tỷ ở đây, hoặc là tiền trăm triệu. Tức là hiện nay cuộc sống mình nó đang làm chỉ là 1 triệu, 2 triệu tháng. Và bây giờ mình cống hiến cái này trong vòng 5-6 năm, trong vòng 1 năm để có thể kiếm được thu nhập từ 5 tỷ đến 10 tỷ. Và đó là một số tiền có thể thay đổi cuộc đời mình. Và khi cái level mình nó nâng cao lên đó, là không dừng lại 50 tỷ. Bởi vì mình đã có tư duy rồi, mình đã có rất nhiều người kiếm được tiền với mình rồi, thì gần như đó là tài sản kinh khủng để mình có thể kiếm được nhiều tiền hơn, chứ không phải là dừng lại 50 tỷ. Giống như bản thân Alex, bản thân Lệ, bản thân một số anh em đây, anh Hoàng đây, nếu như kiếm 10 tỷ thì chắc chắn là dưới anh sẽ có rất nhiều, kiếm 1-2 tỷ, 3-4 tỷ, đúng không? Thì chắc chắn anh làm ở đâu anh cũng sẽ có rất là nhiều lực lượng ủng hộ anh, thì một tháng đầu tiên là anh có thể kiếm 3-4 triệu một tháng, chứ không phải vất vả làm lại ngay từ đầu, mà đã có một cái hệ thống những anh em tin tưởng với anh rồi. Đấy, vậy thì ở đây là 8 bước thành công này. Đó. Rất là quan trọng. Có thể một số anh em có thể là đã nghe qua, nhưng mình ngày nay là diễn giả cho nó dễ hiểu hơn. Thì phần Quân Lợi chia sẻ đến đây là kết thúc. Cũng rất là cảm ơn những anh em đã lắng nghe và chia sẻ lại.